chỉ trong vài tháng gần đây, cơ quan chức năng đã phát đi nhiều cảnh báo liên quan đến tiêm filler làm đẹp tại các dịch vụ dạo. Dịch vụ dạo là các cá nhân không có cơ sở hoạt động cố định, không có giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề. Một số chị em muốn làm đẹp được hẹn đến khách sạn hoặc là nhà nghỉ để tiêm filler, thật không ngờ đã bị tiêm thuốc mê khiến cho nạn nhân bị mê man và khi tỉnh dậy thì mất hết tư trang tiền bạc. Đơn cử mới đây thì công an thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh đã điều tra bắt giữ một phụ nữ chuyên lừa đảo với chiêu thức tinh vi là tiêm lơ dạo. Qua khai thác nhanh, đối tượng Tôn Nữ Quy Phương thừa nhận đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại địa bàn thị xã Hòa Thành. Ngoài ra với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Đối tượng hoạt động lưu động đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự trên địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từng có tiền án 11 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị có liên quan để khai thác mở rộng và thông báo về thông tin đối tượng đến công an các địa phương để truy tìm bị hại.